chung kết U21 Lý Nguyễn Cúp. Và vừa rồi là màn biểu diễn mình ha, chung kết U21 Lý Nguyễn Cúp. Mình diễn trước trận Serie B. Đó, Serie B. Úi, tắt đèn. Chui rồi, tắt đèn. Giờ thấy mặt tắt đèn. Giờ thấy mặt ông này cái tắt đèn. Ok. vừa thấy mặt cái tắt đèn. Tại nó xạo quá, tại nó xạo. Này ông xui rồi, này anh xui anh chị.
Đợt vừa qua thì đội trẻ Lê Bảo Minh FC đã tham gia giải U21 FA Cup trong khoảng 2 tháng trời và đã đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu gặp đối thủ là Live Sport. Đội trẻ Lê Bảo Minh đã có chiến thắng ở tứ kết trước Gia Định FC và bán kết là Phú Đức Chí FC để có mặt tại trận chung kết ngày hôm nay. Dù chỉ là giải hạng B thôi, nhưng đây cũng là một thành tích đáng khích lệ cho một thế hệ mới của đội bóng Lê Bảo Minh. Hy vọng đây sẽ là một trận thi đấu thật hay, thật hấp dẫn dành cho tất cả anh em đang xem kênh YouTube của Thi Tài Soccer nhé. Ai nữa? Còn một cầu nữa. Chán. Tài Bèo, Kim Messi, Đăng Khoa, Đức Hiền, Vũ Anh, Anh Tú, Anh Di, Tấn Phát, Hoàng Giang, Hoàng Nhân, Minh Trúc, Minh Thắng, Công Tới, Bá Tùng. Đây là quả bóng Futsal AK Pro dùng cho giải đấu ngày hôm nay. Mình cầm thấy mặt da là khá êm, bóng cũng rất là tròn và cân. Mình nghĩ đây là một quả bóng lý tưởng để thi đấu Futsal đấy. Chỉ có điều là sao chọn cái màu hơi dị xíu thôi. Cho con này kia giữa. Đây. 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 Đây
Vừa bắt
chơi, được chưa? Vô cái thả lỏng ra mà chơi. À, ai mà lên đá cứ tự tin lên, cứ cắm một góc mà giúp thôi. À, lên cứ đừng có nương nương, cứ cắm góc mà giúp thôi, được chưa? À, thắng thua thì cũng quan trọng nữa, được chưa? Lên tới đây là hay rồi. À, lấy cúp để mình để thôi, được chưa? Thôi, thoải mái. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và đội trẻ Lê Minh thất bại trên chấm bên với tỷ số 3-4, chỉ giành áo quân tại giải đấu. Trước đây, trẻ Lê Minh cũng đã từng có thành tích tương tự tại một giải phong trào khác mà mình bận quá chưa dựng và đăng được. Nhưng sắp tới mình sẽ làm và đăng luôn, anh em chờ xem nha. Sau trận đấu với Bầu Tới và Coach Tài Beo cũng có vài lời chia sẻ với toàn đội. Đều là động viên anh em để cố gắng thôi, thất bại trong bóng đá là điều rất là bình thường. Quan trọng là cả đội cũng đã cố gắng hết sức mình trong trận thi đấu này. Bị dẫn trước, không gục ngã, gỡ hòa và suýt tí nữa có thể kết liễu đội bạn trong hai hiệp chính. Thôi không sao nhé, thua kèo này thì là bài kèo khác, giải sau ta sẽ cố gắng hơn. Quan trọng nhất là không được nản chí, chỉ cần cố gắng từng ngày thì quả ngọt sẽ đến trong thời gian gần mà thôi. Cố lên nào các bạn trẻ ơi! Ok, video clip đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thích nội dung như thế này thì comment vào cho mình biết với nha. Và đừng quên like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye!